hiện tại mình thấy bên khu bên đó thì cũng có hai cây DC70 nha các bạn. Có hai chiếc máy kéo nè các bạn. Rồi chiếc đang lấy lúa chuẩn bị chạy vô, còn chiếc đang chạy ra nè. Chiếc máy kéo này chở lúa dữ các bạn ơi. Hai chiếc chở chiến này nó xong miếng ruộng nó luôn rồi nè. Này chở chiến khoảng 60 bao các bạn, có trên nữa nè. Thấy nhiều lắm. Lót gom như dày lắm nè. Xe nào cho thấy chở dữ dằn các bạn. Bánh luôn các bạn.